Em chào các bác nhé, em Lâm đây. Lại lên ít cho bác điều hòa ba la. Đấy. Các bác miền Bắc, đặc biệt khu vực Hà Nội là các bác thích ba la lắm. Đấy. Cho nên là rất nhiều bác hỏi, cho nên là đợt này em lại làm lại ba la. Còn một ít thì về bán nốt cho các bác. Đấy. Thì bác nào mà đang quan tâm đến các cái dòng máy điều hòa ba la thì cứ alo cho em nhé. Đấy. Máy thì bao trắng bao đẹp. Đấy. Con nào vàng thì bọn em phải bắt buộc phải rửa đi để phơi nắng để cho nó lại màu. Vì cái lô này em để trong 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 cam mất gần 3 tháng thì mới cho được về. Cho nên là nó bị om lắng ở trong bên đấy khá là lâu. Đấy. Thì bác nào đang quan tâm thì alo cho em. Thì các bác gọi là hàng đấu cũng được mà gọi là hàng lô cũng được. Bởi vì thực ra giờ máy nó cũng đã vàng rồi. Còn chất máy thì là chất máy đẹp. Đây, em quay hẳn cho các bác được nhìn luôn. Đấy. Đấy. Chất là chất đẹp luôn đấy chứ không phải là vớ vẩn đâu. Đây em quay nó to nhìn. Ống đồng rất là sáng luôn. Đây kể cả những con máy bên này có nguyên một bó dây điện luôn. Đây kể cả những con máy bên này ống rất là sáng. Đây, ống rất là sáng luôn. Đây. Ống có gì? Ống rất là sáng luôn. Đây vạch màu mực còn nguyên này. Đây, chất máy thì là chất đẹp các bạn. Đấy, nhưng một điều của em là nó bị om lắng. Đây. Tất cả máy thì đây có nhìn ống rất là sáng luôn. Đấy, không bị rỉ rớp gì cả. Đấy, không bị đổi màu. Đấy, chất máy thì chất đẹp. Đấy. Đấy. Chất máy thì các bác yên tâm là chất máy đẹp. Cho nên là các bác cứ yên tâm thôi. Đấy. Còn thì em bây giờ bán bằng giá hàng lô cũng được, không quan trọng. Bởi vì cũng muốn bán nhanh đi cho nó gọn. Đấy. Bác nào lấy thì có thể sơn lại. À quên, có thể để nguyên bản. Hoặc là sơn lại thì bỏ với em. Chứ còn máy thì cũng tương đối là trắng, không phải là mức mà nó vàng quá các bác. Bởi vì những con này em chỉ cần rửa đi và phơi nắng là tự nhiên nó lại màu luôn. Chứ không sợ là nó vàng được các bác. Đấy, nhưng có điều là em có thế nào em bán thế. Đây, đưa cái biển tiền đi. Đấy, em cũng báo giá luôn. Đấy, camera cầm đi ra đây. Đấy. Con này là con X227 này. Đấy, đắt 2017. Đấy, con này thì full chức năng. Lao nội X. Đấy, có lao nội X. Có cảm biến thân nhiệt nằm ở bên này. Đấy, cũng là dòng hệ full chức năng. Đấy, con này thì hiện tại này em bán giá bác là giá là 9 triệu. Đấy, 9 triệu nhá. Đó, thấy quá rẻ chưa? 9 triệu. Con 28GDX này. Đấy, con này đầu 28. Đắt 2000 bao nhiêu đây? Đắt 2017 thì em bán bác giá là 10 triệu. Đấy, toàn bộ là máy full tính năng nhá. La nó X Eco La Vi cảm biến thân nhiệt full hết. Đấy. Con này mặt cong đây. EX257 máy 10.000. Đắt 2017. Đấy, con này thì cũng trắng trẻo. Đấy. Con này em bán bác giá là 10 triệu. Bán khá là bình dân cho các bác để các bác dễ tiếp cận hơn. Con này con đầu 22 220DGX đắt 2020. Đấy, đắt 2020. Đấy. Con này thì em bán cho các bác giá là 11 triệu. Đấy. Đấy, tiếp tục. EAX257C đắt 2017. Con này em bán các bác giá là 10 triệu. Toàn bộ máy thì em cam kết là khiển zin tôn đi theo máy, không ai khiển tàu đâu nhé, tất cả là tôn zin khiển zin đi theo máy. Đấy, tiếp em nữa là em EX289 đắt 2019 máy 12.000. Đắt 2019 máy 12.000. Con này em bán mắc giá là 11.5. Đấy. Tiếp tục. Với em nữa em 280DEX E8, con này thì dàn mạ cà đôm xanh nè. Đấy, chất máy con này gần như đập hộp. Đắt 2020. Đấy. Thì con này em bán bác giá là 12.5. 12.5. Cái bút này. Ghi tiền một tí này, quên lại mất. Đấy. Tiếp một em nữa là em 222DEX BG dài cả mồm mà đắt 2022. Đấy, con này thì gần như đập hộp. Đấy. May nó ở dưới nó không bị vàng. Đấy, nhựa là nhựa zin đi theo máy. Máy rất là đẹp luôn. Đấy. Con này thì em bán cho các bác giá là 12.5. Đấy. Đi lốt sàn hàng bên này. Bác nào mua bán thì alo cho em hai số điện thoại này nhé. 0975 360 433, dưới là 0377996066. Em đảm bảo các bác luôn, cái này em rửa qua xà phòng lên và phơi nắng, đảm bảo các bác là máy nó sẽ trắng lại luôn. Còn bác nào không tin thì mấy hôm nữa em lại dọn lên. Ông trước ông loạt phu ấy nó vàng như nghệ đúng không? Bác nhìn thấy con nào nó cũng vàng đúng không? Mấy ba lao em về em dọn lên và em quay video quá xem tự động nó trắng lại luôn.
bởi vì cái này của em nó bị om nắng thôi, nó bị trong cái ni lông nó có nước ấy nên là bị hấp hơi, nó ngả màu thôi, chứ còn phơi nắng nó lại màu lại như cũ luôn, và nó sẽ không bị vàng lại đâu nhá. Ông bác bỏ là vàng lại. Đấy, tiếp tục sang bên này. Bên này thì em lấn một con hi thì em tiện em quay video luôn trong này luôn. Em có con hi đầu 63, đời bao nhiêu đây? Đời 2017, hi 6 na đảo, 6 na đảo, 1 2 3 4 5 6, 6 na đảo, 3 cam quét. Đấy. Đầu 63 tương đương máy 24.000. Con này thì chạy phòng khá là to. Đấy, tầm 30 m vuông, 25 30 m vuông. Con này thì em bán cho các bác giá là 16.500.000. Đấy. Tiếp tục ba la. EX221D đắt 2021, máy 9.000, cũng là dòng full chức năng, auto lia dọn dàn cảm biến thân nhiệt, lao ích các kiểu luôn. Đấy. Bao nhiêu đây? 21. Con này em bán cho các bác giá là 11 triệu. Đấy, 11 triệu. Con này là con 56CXG2 đắt 2016. 56 đắt gì? Con này em bán cho các bác giá là 15.500.000. Đấy, 15.500.000. Đấy, cũng là dòng full tính năng nhá. Kết nối wifi các kiểu đà điểu luôn. Đấy. Tiếp em nữa. Em này có mã là 22BSE4 dàn mạ cà rô đắt 2016. Máy 22. Con này em bán cho các bác giá là giá là em bán cho các bác con này giá là 9 triệu nhá. Giá là 9 triệu nhá. Đấy. Tiếp tục. Đây là con 288CXG đắt 2018. Con này thì siêu VIP. Đấy, nano X các kiểu luôn. Đấy. Đầu 28. Con này em bán các bác giá là 12.500.000 nhá. 12.500.000. Đấy. Con 408 đắt 2018. Con này đầu 40 sắn điện 220 luôn. Đấy. Đấy. Con này em bán cho các bác giá là 15.500.000 nhá. 15.500.000. Đấy, các bác nào thích mua nào thì bảo mấy em. Đấy, con đấy là nhựa sần. Đây này nhựa bóng này. Bác nào thích nhựa bóng thì con này, nhựa bóng đây. Đắt 2023 luôn. Mã là GX223D đắt 2023 luôn. Quá đẹp luôn. Đấy. Con này em bán cho các bác giá là 12.500.000. Đấy. Tiếp em ba la lên dưới này. Em ba la là có mã là SX252D đắt 2022. Đấy, nhưng mà cục lóng to. Đấy, con này em bán các bác giá là 12.500.000 nhá. Đấy. Bác nào mà đang quan tâm đến điều hòa ba la thì các máy em đã quay rồi, thì là các bác lấy thì cứ alo cho em hai số điện thoại này. Đấy. Em chào các bác nhá.